Xin chào các bạn đã quay trở lại với Cây Bít Toàn Cảnh, kênh tổng hợp tin tức về các sao Cây Bít và ngay sau đây hãy cùng mình nắm bắt những thông tin thú vị có trong ngày hôm nay. Tan chảy với những nụ hôn nóng bỏng nhất trên phim Hàn năm nay, Jong Ki và Ji Chang mãnh liệt với bạn diễn. Bên cạnh nội dung cuốn hút thì những phân cảnh nam chính và nữ chính trao nhau nụ hôn nồng cháy cũng chính là chất xúc tác góp phần làm tăng hưng phấn cho khán giả, cùng điểm qua những nụ hôn nồng cháy nhất trên các bộ phim truyền hình Hàn Quốc trong năm nay. 1. trong Ki Cheon Jobin. Nếu là fan trung thành của bộ phim Vincenzo, hẳn người xem sẽ phải chờ mon mỏi để được chứng kiến nụ hôn giữa chàng mafia Vincenzo trong trong ký đóng và nữ luật sư Hong Cha Jang, Cheon Jobin đóng. Vì bộ phim chỉ tập trung vào việc đánh bại kẻ ác nên các phân cảnh tình cảm không xuất hiện nhiều. Tuy vậy, chỉ với hai màn chạm môi của cặp đôi chính, khán giả cũng cảm thấy thỏa mãn vì chỉ ít hai nhân vật đã dành cho nhau những cảm xúc chân thật nhất hai Ji Chang Kim Min Jang. Thay vì vỡ hòa thì người xem lại khá bất ngờ trước nụ hôn mà Kim Min Jang dành cho Ji Chang trong bộ phim The Review Joke, Thẩm phán Ác Ma. Bởi lẽ sau khi bắt cóc thẩm phán trưởng Chu Han, Ji Chang đóng, Chang sang A, Kim Min Jang đóng đã tiết lộ mình chính là người hầu, đã thầm thương trộm nhớ cậu chủ Chu Han từ hồi còn nhỏ. Vì thế trong lúc Chu Han bị bắt trói, cô nàng đã cưỡng hôn anh chàng và rồi vị thẩm phán chỉ biết cám chịu. Khi thấy cảnh hôn này, người thì cho rằng nữ chính khá điên rồ, nhưng cũng có một số người cảm thấy hài hước và tội nghiệp cho chú Hàn. 3. Cha In Guk, Park Bo Jung được mệnh danh là thánh hôn của phim Hàn nên đối với Cha In Guk, việc hôn Park Bo Jung trong Droom at the Survey, kẻ hủy diệt gõ cửa nhà tôi, không quá khó khăn. Thậm chí nụ hôn dưới mưa của bộ đôi đã làm đông đảo khán giả phải quắn quéo. Rất nhiều lời khen đã dành tặng cho phân cảnh này vì cả hai người trông giống một cặp đôi ngoài đời thực, cực kỳ lãng mạn và ngọt ngào. 4. Cho Jiang Gu, Park Jin Hee Dù bộ phim Six The Maze, thần thoại, không nhận được sự quan tâm của đông đảo khán giả, nhưng những màn tương tác của cặp đôi chính vẫn làm trái tim của nơi tùy rèn sao xuyến. Đặc biệt, cảnh hồn đẫm nước mắt của cặp đôi chính sau thời gian cùng nhau chinh chiến đã khiến các fan của bộ phim phải cảm động. 5. Lee Jiang Gu, Park Joo hyun Trái với những cặp đôi trên, nhiều khán giả đã đua vui rằng nụ hôn của Lee Seung-gi dành cho Park Joo hwi trong Mouse kẻ săn người chính là nụ hôn đáng sợ nhất. Bởi lẽ Lee Seung-gi vào vai sát nhân hàng loạt và người anh thương là Bong Park Ji, Park Joo hwi đóng lại không hề biết chuyện này. Nụ hôn họ trao nhau trong đêm đó là nụ hôn duy nhất và cũng là nụ hôn cuối cùng. 6. Park Eun-jeok, Lee Ji-a. Sau 3 mùa penthouse, cuộc chiến thượng lưu thì cuối cùng cặp đôi Logan Lee, Park Eun Cheok đóng và su Suryon, Lee Ji A đóng cũng chính thức trao nhau nụ hôn nồng thắm. Trước đó, Logan Lee có ý định cầu hôn nàng thơ của mình nhưng bất thành. Sau chuỗi ngày rời xa nhau, khi gặp lại đối phương, cả hai đã không thể giấu nổi cảm xúc mãnh liệt trong tình yêu. 7. Trong Kang, Han so Hee Đã nhắc đến những nụ hôn nóng bỏng, không thể không nhắc đến màn hôn môi ngọt ngào đến từ cặp che sinh gái đẹp trong Kang và Han So Hee trong Never Let. Mặc dù gây tranh cãi với nội dung nhạt nhẽo, diễn xuất không có đột phá, nhưng những lần mà cặp đôi chính gần gũi luôn khiến người xem phải quấn quéo. Thậm chí, rất nhiều fan của bộ phim mong muốn được nhìn thấy cặp đôi nên duyên ngay cả ngoài đời thực, chứ không chỉ riêng trong phim.